Chúng ta sẽ là vào cái số dư công nợ như sau. Chúng ta vào khai báo số dư ban đầu, chúng ta vào công nợ đầu kỳ. Ở đây các bạn phần mềm nó sẽ lấy theo cái thông tin của các bạn nhé. Ngày bắt đầu hạch toán là mùng 1/1/2017 thì số dư công nợ này là ngày mùng 1/1/2017 nhé. Khi chúng ta chọn ở đây ấy, thì 131 thì nó hiện lên tất cả những cái khách hàng. Còn khi chúng ta chọn 331 thì nó sẽ hiện tất cả những nhà cung cấp. Như vậy các bạn lưu ý là ở đây thì các bạn sẽ chọn như nào? Khi chúng ta khai báo khách hàng là chúng ta mà để nó ở trạng thái cả hai thì nó hiện lên ở đây hết. Kể cả nhân viên nó cũng hiện vào đây nhá. Chúng ta đánh vào đây là 50 triệu. Ví dụ thế, ông này nợ 50 triệu, ông này còn nợ ví dụ như 5 triệu 6 à, ông này thì mình lại đi nợ đặt tiền trước cho ông này 10 triệu để đặt hàng. Ông này ông đặt trước cho mình 10 triệu để đặt hàng. Thì nó sẽ là dư có các bạn nhé. Chúng ta chọn tiếp tài khoản. Lê rồi. Chọn tiếp tài khoản 331. Thế thì 331 là như nào? Vẫn là cái ông này. Ông này có thể phát sinh cả 331 cả 131 đối với công ty mình. Tôi đang ông này ông đang nợ mình 500 triệu. Rồi. Ok, nhưng mà mình lại đi đặt trước ông này để mua kiếp nổ với mình hay gọi là thuốc nổ TNT đúng không? Mình đặt trước cho ông này thì mình sẽ đánh vào phần dư nợ. Đấy. Thế thì các bạn lưu ý sau khi các bạn làm xong các bạn lưu lại này, các bạn chọn tiếp tài khoản 141. Đây, cái ông này thì lại liên quan đến cái vấn đề này. Cái đối tượng này ấy, là cái mã đối tượng nó tự động nó link sang đây cho các bạn. Khi các bạn nhập ở đây, các bạn nhập cho tôi thêm cái này và chọn luôn nhân viên ở đây là Nguyễn Thủ trưởng, nó cùng mã cái này các bạn nhé, nó phải cùng mã với nhau để nó theo dõi cả một cái hệ thống sau này. Khi các bạn lên cái sổ tạm ứng của nhân viên và lên cái bảng cân đối phát sinh nó khớp nhau hết là do các bạn chọn ở đây, và trong quá trình hạch toán cũng thế các bạn nhé. Thế ví dụ như thế, chúng ta chọn lưu. Để chúng ta quay lại xem cái số dư đầu kỳ nó đã sang chưa. Chúng ta vào tài khoản. Thì các bạn nhìn thấy là 141 đã lên 5 triệu. 131 là bên nợ, là trường này bên có trường này. Ông này 31 là 50 triệu và 500 triệu, nó đã chính xác rồi.